Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mới tay bên em shop hàng vừa về xong này. Đấy, thì em sẽ quay trực tiếp báo giá cho bác về những cái sản phẩm bên em nhá. Hôm nay về cho bác cái mã phích âm này rất là hay. Đấy, rồi là dao giấy và hôm nay có thêm cho bác cả cái lưỡi dao giấy nhá, rồi có cả cái bộ điều khiển từ xa hàng vừa về xong. Đó thì rất nhiều bác hỏi mã những cái mã hàng đó thì các bác quan tâm những cái mã hàng nào thì bên em thì cứ vui lòng điện liên hệ trực tiếp với em nhá, theo hai cái số điện thoại các bác đang để trực tiếp, em đang để trực tiếp là mình, các bác cứ gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship, rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán các nhá. Và các bác đã gọi điện chốt đơn rồi thì không nhắn tin nữa nhé các bác nhé. Và các bác đã nhắn tin đặt hàng rồi thì các bác vui lòng giúp em là không gọi điện lại nữa, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn. Đấy, và khi mà các bác xác định mua hàng thì các bác nhớ giúp em là các bác để ý điện thoại, khi mà ship người ta đến, người ta gọi đấy, thì người ta sẽ giao được hàng luôn nhá, tránh tình trạng khi mà đến nơi rồi gọi cho các bác không được, đấy xong đến lúc mà hàng nó hoàn về đến nhà em rồi thì các bác bảo là không giao hàng cho tôi, nó rất là phức tạp nhá. Đấy, vì khi mà hàng đến nơi gọi cho các bác có được đâu, gọi cho các bác thì toàn không nghe máy với lại không thuê bao các thứ giờ, nên nó rất là mất công mất thời gian. Đấy thì các bác nhớ giúp em là khi mà đã xác định đặt hàng rồi thì các bác cứ để ý điện thoại. Đấy, người giao hàng người ta đến nơi, người ta điện cho bác là người ta sẽ điện được, là người ta giao được luôn. Đấy, còn ví dụ như mà người ta không điện được thì đôi khi là phải đến hôm sau hoặc là phải mấy hôm sau nữa người ta mới lại giao lại cho bác nhá, thì nó rất là mất công, vừa mất thời gian của bác đó, mất thời gian cả đôi bên luôn. Đấy, thì nhớ giúp em là đặt hàng thì nhớ giúp em là để ý điện thoại khi mà ship người ta gọi các bác nhá. Rồi, không mất thời gian của bác nữa nhá, thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop về được một ít cái mã hàng rất hay, đó là cái phích điện âm này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy thì cái phích cắm âm này rất là hay. Đấy, vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này. Đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây, mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn ấy đi, cắt ra để các bác nối vào dây nguồn nó rất là phí. Đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển ở chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác nó rất là mất công, thì các bác mua cho em cái phích này về. Đấy, về thì các bác đấu trực tiếp vào cái dây nguồn. Đấy, vào cái thiết bị điện thì các bác cắm trực tiếp vào cho em. Đó, cắm trực tiếp vào cho em, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương. Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái lốc ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm nhà, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy thì một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá. 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một. Đấy, 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá. 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm của nhá, phích điện âm này, phích phích điện âm. Đấy, phích điện âm âm nhá, cái này nó là phích âm nhá, giá sẽ là 10k nhá, mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá, 3 cái thì sẽ có giá là 20.000, 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi, còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm đó thì nguyên lý vận động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công mất thời gian đấu nối nữa, rồi thì các bác mua cho cái này về chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn nó có nguồn điện, các bác cắm cái thiết bị điện vào đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Nó dùng những thiết bị nó một phích, ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ rồi đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi, thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong, xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá, 3 cái là 20.000, về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18 mm dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây, đây thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không, dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây, tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamato này. Đấy, hàng bãi của Yamato rất là xịn luôn, một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này, nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén, dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu, lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamato nhá, Yamato. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi.
cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 đúng không nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn. Thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000 và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn, nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây à các bác lấy 5 cây dao giấy nhá các bác nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k, lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ 1 cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây cũng nhá, lưỡi thì một hộp 10 mà 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, 1 cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp, nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy, nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá, một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật Yamato này. Đấy, Yamato hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Đấy, dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều ạ. Đó, và hôm nay về được cái lô này, hàng rất ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. Ví dụ như khe cửa thứ to thì các bác bật điều hòa lên, cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó còn làm lạnh lâu, mà thứ hai là nó tốn điện nhá. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột dán nó hay chui vào, thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới ấy. Đấy, các bác dắt nó vào đây, nó có cái phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân, là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy, còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi thì em báo giá luôn lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa. Một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đấy các bác nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá. 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa, nó là dạng bằng xốp nhá. Bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, một cái lớp vải. Đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này. Đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là tránh tình trạng khí khí điều hòa nó lọt ra, đấy, gây tốn điện điều hòa, làm là lạnh mất thời gian cái thứ rồi. Đấy, các bác mua cho nó thành cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy, đấy, và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân mà, thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó, một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi, giá rất là rẻ bình dân, mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn, về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây, các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây, đấy, về các bác dắt nó vào. Đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy, đấy, rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng, chuột dán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn. Đấy, rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đấy, đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa, công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình, đấy, phòng ngủ, phòng khách, là những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào, đấy, chỉ việc cho vào. Đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá, ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa, một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh.
Sản phẩm tiếp theo đi ở đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá đi siêu bình rất là rẻ, 90 ngàn một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, về cả 100.000, đấy, rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây, là đấy, nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là đi 90k một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bác yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em, giúp cho em số này 12 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng, ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây, và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các nhá. Đấy, để về các bác xài. Con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy, và AC là 220, tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy, và cái công suất, nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A các bác nhá, 30A, nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc thì rất là mất thời gian nhá. Đấy, bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. À, cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách là 100 mét nhá, điều khiển được khoảng cách xa nhất là 100 mét nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nha. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này. Em bật cho các bác xem này. On này. Đấy, và đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy, bóng đèn nó tít ở đoạn trắng trắng kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy, bật này, bóng đèn sáng này. Và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150 mét rồi, các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác nhìn mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu hai dây nguồn vào đây này, và hai dây này thì mình đấu ra bóng đèn này hoặc là máy bơm, đấy đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị, nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất hay nhá. Đấy, về các bác lắp đặt vào dưới em. Hai nguồn vào có nhá, hai nguồn 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy, 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển, các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100 mét nhá, điều khiển rất đẹp luôn. Bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100 mét nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ keo gốc nam châm này. Đấy, lên mã thì em sẽ bộ keo gốc nam châm, hàng của Kabushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Đấy, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá, để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ. Rồi các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm, hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau. Em xách chiều này, em xách lên mấy cái nên nó còn đang dính với nhau đây. Các bác nhìn nó hút, nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây, nó dính chặt lắm. Đấy, đó, đây không, đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc thôi nhá. Đấy, đây này. Đó, dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc nam châm, mình keo góc ví dụ keo góc 45 độ này. Đấy, 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha. Đây, con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Và em báo giá luôn.
lên mã giúp cho em sẽ là cái keo gốc 500. Bên em đang gửi bán một cái keo gốc 500 này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí làm nghề làm ngủ các thứ rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo gốc 500 nhá. Lên mã em sẽ là cái keo gốc 500. Đấy, keo gốc 500 một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy ví dụ như là các bác kia những cái con góc vuông này, đấy, góc vuông 90 độ thôi nhá. Đấy 90 độ. Đấy hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác kia này. Đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây. Các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy kia những cái góc vuông góc 45 độ giờ quá là ok luôn, đỡ phải căn ke nhiều, dùng cái con này các bác ke xem. Đấy, vừa nhanh hàn nó chuẩn nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã giùm em xem cái ke góc 500, hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo gốc 500 nha. Cái nhíp kẹp này, đấy cây nhíp kẹp của Vetus này, cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp linh kiện điện tử này. Đấy rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy, ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt chỉ, rồi là các bác mua về ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy thì các bác về dùng cho mấy nhíp này, các bác kẹp ra. Rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho cái cây này. Đấy đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này rất là nhỏ và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ đây. Ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này, đó những sợi chỉ này, đó thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phân một luôn nhá. Đấy vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng. Đó một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp này. Đấy cây nhíp kẹp hàng của Vetus này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy 15k một cây nhíp kẹp nhá. Lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện thứ rồi. 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân, 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy cây này thì giá thì cũng siêu bình dân. Lên mã cho em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này thì tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy vân gỗ lên rất đẹp này. À vân đá lên rất ok. Đấy, một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao siêu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá. Mã của nó sẽ là S1. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30k một cái cây dao siêu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Cắt thái đi cho em rất ok, sắc bén lắm. Đây. Hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh. Chiều dài rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy 20 cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh có cả cái bao đựng này. Nhìn như kiểu một cây kiếm luôn các nhá. Dao siêu tầm S1 nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cái cây dao siêu tầm S1 này, chỉ có 30.000 thôi. Đó rất đẹp, có cả bao đựng này rất ok, 30k một cây dao siêu tầm S1. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây một hộp này sẽ gồm có là 5 chai 245 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm ạ, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái loại nước hoa. Đấy như nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai là nó là chiết xuất đặc 100% luôn, nên thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy cái này thì các bác có thể là xức lên quần áo này, để xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là sức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra sức châm một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi là nó rất là thơm luôn và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này các bác nhỉ. Đấy nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá. Thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các bác lăn vào. Đấy và lưu hương thôi nhá, nhá. Mùi hương thơm lâu. Đấy thơm, đấy mở ra cái rất thơm luôn mà còn chưa lăn nha, nhưng mà mở ra cái rất là thơm rồi. Đấy hàng made in Dubai này.
nguyên hộp này luôn. Đấy, đằng sau này, đấy, mã code QR nhá. Đấy, made in UAE. Đấy, rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này, lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy, một lọ này là một hộp này là 5 lọ, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k. Một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả tarot trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này, 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp. Đây. Đấy, dòng này nó là dòng dạng thép gió nhá, phủ một lớp titan, siêu sắc luôn. Đấy. Vừa khoan vừa tạo tarot bên trong nhá, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin cái thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì 5 mũi các nhá, 5 mũi này. 3 4 5 6 8 10 nhá. 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo tarot đen trong nhá, rất là hợp lý luôn. Một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ tarot đen trong nhá, bộ tarot đen trong. Đấy, một bộ này là 100k. Đấy, một bộ 100k nhá, 5 mũi nhá, 3 4 5 6 8 10. Đấy, 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo tarot đen trong, đầu chân lục giác, về lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay em ok luôn. Đấy, rất đẹp. Đựng trong hộp hiếc ngon lành nha, là 100k một bộ nhé, 100k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông, một cái cuộn thiếc 100g như này, bây giờ em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn, lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc hàn nhá, 100g, giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ có 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác đang bán khoảng tầm 6-70.000. Đấy, bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra cuộn này không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng trịch với nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc mà nhiều lắm đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cái cuộn thiếc 100g nhá, 30k đó. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít đó, thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình, hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 10k các nhá, 10k một cái hũ nhựa thông nha, lên mã giúp em rất là cái hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi một cái hộp nhựa thông này các nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A các nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa cuốn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ, chế đạc các thứ rồi. Ở đây 23A 12V các nhá. Đấy, thông số của nó 23 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây, âm đây, dương đây nhá. Đấy, đây. 23 12V về lắp vào điều khiển remote nhá, điều khiển từ xa rồi là điều khiển cửa cuốn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá, 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V, đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá, đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá, 10k một viên pin nha. Cây bác hàng đó là cái cây dao SA78 này, bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Ở đây mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Colombia của Mỹ nhá, USA này, đấy, cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn. Đấy, hình mặt sói, con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá, đây hàng liền thân luôn này, tay cầm có ốp gỗ 2 đinh 8 đồng. Đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu bo cuối hết luôn nhé, khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay. Đấy, các bác mang đi rừng đi phượt này. Đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này, mình có một con dao vừa chặt vừa thái này. Đấy, rồi là anh em mà sử dụng mua về chơi sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tầm nhìn rất ok, giá thì bình dân hạt rẻ thôi đó, 250.000 các nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78. Giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k.
250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy, thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này. Đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhé, không lo bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo vào bên hông nhá. Đấy thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k có nhá, 250k bao ship tận nhà luôn. Rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa. Quá đẹp luôn, sáng choang luôn. Rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá. Lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó. Hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó đây. Cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể chắc nó rơi khoảng tầm 30cm. Cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30cm nhá, 30cm. Mã dao SA78 nhá, 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Xong theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore. Hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây. Đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì là hàng sách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng sách tay rất là xịn sò, ok luôn. Hàng này đây. Hàng này của nó sẽ là hàng hai nắp nhá, hàng hai nắp rất là xịn. Đây, bóc cho bác một chai này. Mùi thơm này, nóng nhá. Đấy, mùi thơm và nóng. Đây. Hàng giấy tờ đầy đủ này. Đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này. Đó, đây. Có thấy không? Đây này. Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy. Hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên các bác yên tâm. Hàng này của nó là hàng hai nắp nhá. Hàng hai nắp thì thiết kế rất hay. Đấy, chống chỉ định ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống. Đấy, sau đó các bác xoáy. Các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh. Ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra. Đấy, nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá. Đó, vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng hai nắp, đấy, chống trẻ con nghịch. Đó thì đó, thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra. Đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng. Hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore. Đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn. Đó, rồi. Báo giá bác luôn nhá. Hiện tại bên em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem 7 màu nổi lên này. Đó, hàng chuẩn chính hãng này. LAUSA này. Đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xuất đi Mỹ rất xịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Sau đó thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kabushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt một tấc nhá. Cái này về các bác dùng để cắt sắt, cắt xiếc các thứ ok luôn. Đây, dòng đá cắt một tấc này. Sản phẩm này sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá một tấc, đá hàng đá Kabushi, đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá, không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá chém đá gì cả, đá cắt rất ok. Vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn. Đá là nói chung cắt ok bạn, bán khá nhiều rồi. Mà giá thì em báo luôn, bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây, một hộp như này của nó là 50 viên này, một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây, một hộp của 50 viên, hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi rất xịn sò luôn. Đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì giá sẽ tốt. Một hộp 50 viên này thì tại bên em đang bán giá sẽ là đi 50 viên. Lên mã cho em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là 5 viên 1 các bác nhá. 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 60.000, 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì
Các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ, một viên một đó, bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30k cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 5 viên nhá, dòng đá cắt một tấc. Kích thước là 107 x 1.2 x 16mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt một tấc nhá. Một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên một thì sẽ có giá là 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Đấy, em báo giá luôn lên mã cho em xem cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá. 130k một cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này. Và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn, 6 cây vít. 6 cây vít đây, 2 4 6 cây vít có bọc cách điện này và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé, một cái cây bút thử điện. Thì đây, 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây, đầu này của nó là đầu ba ke, đầu bốn cạnh này. Và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây. Đấy, có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn để các bác xoáy luôn. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc quách điện hết này. Nên các bác yên tâm. Dùng điện đóm cho em, dùng sửa chữa điện đóm anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đóm này. Đây, đều được bọc cái điện, đầu bao ke ba chiếc đều luôn. Thân vít rất chắc chắn nha, thiết kế gửi chắc chắn luôn. Và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà, lúc nào dùng xong thì các bác lại bỏ vào cái túi đựng này, lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi sách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó, một bộ này là 7 cây, lên mã như sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm sáp này, lên mã giúp cho em sẽ là nồi cơm sáp nhá. Đấy, hàng sáp, hàng của Nhật rất xịn sò luôn. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 900W nhá và dung tích nồi là 1.8 lít này và đặc biệt là nó sử dụng cái điện là điện 220. Đấy, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên là nó dùng điện 220 nên là các bác Việt Nam dùng cho em thoải mái luôn nhá. Nồi nấu cơm cực kỳ ngon. Đấy, cái này thực tế thì em đã dùng và đã nấu thử rồi và bên em cũng bán rất là nhiều, các bác cũng rất là khen vì nồi nấu rất là ngon, cơm rất là ngon luôn. Đấy, cái độ nóng cao nên là cơm nó chín thấu nhá, nấu rất là ngon luôn. Đấy, nồi lít 8 nhá, gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn cho em là rất là vừa luôn đấy. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người ăn rất là vừa. Nồi thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nó là dòng thiết kế dạng thiết kế đời mới mà nên là thiết kế rất là đẹp. Đó, đóng gói rất kỹ càng ở đây. Em lấy em quay cho bác coi nhá. Có nhìn này, nồi quá đẹp luôn. Đó, đặc biệt đầu tiên là điểm nhấn là cái quai sách trước này. Các bác rất tiện dụng luôn, khi mà có quai sách này mình sách mang đi mang lại cho em nhá, rất tiện dụng. Sách từ trên nhà xuống dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà rất là hay luôn. Rồi là thiết kế phần mở vung này. Đấy, các bác chỉ việc ấn với cho em. Đó, tự động sẽ mở ra, còn các bác muốn đóng có ấn mạnh cho em. Đó là sẽ đóng kín vào, còn có ấn đây. Tự động mở ra rất hay. Đấy, bên trong thì sẽ gồm có là một cái khay để các bác hấp đồ này. Đấy, những cái món hấp thì các bác cho đây. Sau đó các bác để đây để các bác hấp này. Bên trong nữa thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm dây nguồn nhá, có nhá, dây nguồn. Con này nó sử dụng điện là 220 nhá. Đấy, điện 220. Một cái đong gạo đong nước này. Vung sới cơm quên, xin các bác là môi sới cơm này. Đấy, những cái đồ này là cái đồ đi kèm. Cái này là giấy phiếu bảo hành dẫn dẫn sử dụng này. Đó. Rồi đây là cái phần ruột nồi nhá. Đấy, ruột nồi nó bên trong có chám một lớp chống dính nhá. Đấy, chám một lớp chống dính này. Đấy, chám một lớp chống dính và dạng của nó là hàng cắt laser, cắt CC nên là nó cắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, nó không như cái dạng kia các bác. Những cái dạng kia nó đúc rồi là nó ghép nên là nồi nó thứ nhất là nó nhìn nó xấu mà thứ hai là nó không liền mạch. Đấy, khi mà không liền mạch thì nấu cơm nó không ngon đâu ạ. Đấy, đặc biệt là cái nồi này. Đấy, nó là hàng nồi đúc, nồi liền. Nên là có nấu cơm rất ngon mà đặc biệt nó rất là dày. Những cái nồi dày thì cơm nó càng ngon vì cái độ nhiệt nó giữ được lâu thì cơm sẽ chín nấu sẽ ngon nhá. Đấy, trong lòng nồi này có chám nữa chống dính này, không lo nó bị bám dính bị cháy này. Đó, bên trong đây. Bên trong thì đây cái phần mâm nó rất là to. Đấy, cái mâm nó khủng bố luôn, mâm to lắm. Đấy, và cái độ nhiệt độ nóng rất cao luôn. Đấy, phần vỏ trong nó là kim loại nhá. Kim loại rất chắc chắn luôn. Nồi cầm nặng trịch các nhá, nồi cầm nặng trịch luôn. Đấy, đi đây. Full combo một cái bộ đầy đủ nha.
môi vung rồi là thìa dây điện nguồn khay hấp các thứ này. Đấy, nồi đây. Đấy, bấm cái là đóng nắp luôn. Và đây logo Sharp. Hàng này thì của nó sẽ là hàng nồi cơ nhá. Đấy, đặc biệt với những cái dòng nồi cơ bây giờ ấy, thì nó rất là dễ dùng, mà đặc biệt là dùng cho trẻ con hoặc là những người lớn tuổi. Những cái nồi điện tử ấy thì nó rất là khó dùng, vì các bác cứ phải xoay rồi căn chỉnh đúng cái chế độ nó đấy, nấu thì nó mới chín cơm, nó mới ngon được. Như con này rất dễ dùng. Đấy, nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái xuống, thế là xong. Đấy, lúc nào xong là tự động là sẽ nảy lên là cơm đã chín. Còn lúc nào mà nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái, có thế thôi, thế là xong nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn, đặc biệt cho người già trẻ em là dùng con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng này. Đấy, nồi thì thiết kế chắc chắn nhá. Cầm một chiếc nồi này nặng trịch luôn, cầm nặng lắm, cầm nó nặng khư luôn. Đấy, nó không những dòng thông thường, thiết kế rất đẹp nhá. Các bạn nhìn này, cái chất nhựa này của nó lại bóng sáng choang luôn này. Đó. Đây là cái phần rắc nguồn này. Đấy, model này. 220 này, công suất 900W này, dung tích 1.8 lít nhá. 1.8 lít, thiết kế rất đẹp và thông minh. Nói chung là dòng thiết kế nó kết hợp nồi thì là kiểu dạng nồi cơ nhưng mà thiết kế theo dạng là kiểu dáng đời mới quá nhá, nên nhìn nó rất là sang trọng lịch sự mà nhìn rất là đẹp, nhìn rất hiện đại nhá. Đấy, bấm nút cái mở này, đóng mạnh cái nó cài vào này. Đấy, phần quai sách này rất chắc chắn luôn, sách mang lại rất ok cho em luôn. Rồi, báo giá bác nhá, lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cái nồi cơm Sharp nhá. Nồi cơm Sharp công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220 và công suất là 1.8 lít nhá. Và em báo giá luôn, nồi cơm Sharp này đang có giá là 450k. Đấy, và bây em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Với một cái mức giá này thì các bác yên tâm là giá nó siêu tốt, tốt nhất thị trường luôn. Đấy, 450.000 thôi, lại cần bao ship cho bác tận nhà nhá. Đấy, riêng dòng này nồi nấu cơm không ngon quá không lấy tiền nhá, nấu cơm cực kỳ ngon luôn. Đấy, nhà ít người khoảng tầm 3-4 người là nấu cho em là con này, dùng con này rất là ok luôn. Đấy, 450.000 một con nhá, bao ship tận nhà luôn. Nồi cơm của Sharp nhá, dung tích 1.8 lít. Đấy, rất đẹp luôn này, con nhìn này, ngắm lại em nó lần nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, thiết kế này, dòng thiết kế này không có gì phải chê rồi. Đấy, và nó bên trong thì dày dẫn chắc chắn rồi, đồ đạc các thứ nó đủ cả luôn, không thiếu gì cả nhá. Đó, đó là cái ổ điện U5 nhá, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là ổ điện U5, mã của nó sẽ là U5. Báo giá bác luôn là 250.000 một cái bộ điện nhà, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Dây của nó dài sẽ là 5m nhá. Hàng này thì hàng nó là hàng bãi nhá, hàng bãi dạng hàng thanh lý coi nhá, hàng thanh lý nhưng mà còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, em kiếm được cái lô này là hàng của nó nguyên hộp luôn. Đấy, rất đẹp. Đây, hàng của thương hiệu là Akira nhá, Akira. Đó, mà made in Japan này, mắc công suất chịu tải lên đến là 3.500W nhá, sử dụng điện 110 hoặc 220 đều được này, 50-60 Hz nhá. Đó, made in Japan, uy tín chưa các bác ơi. Đó, cực kỳ đẹp. Ổ thì nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Dây nguồn của nó sẽ là dây nguồn dài 5m nhá, cực kỳ to chắc chắn luôn các bác, nhìn cái đầu cắm này, rất to chắc chắn luôn. Đó. Ổ này thì sẽ gồm có là 5 ổ nhá, 1, 2, 3, 4, 5, tổng là 5 ổ nhá. Và đi kèm từng ổ một là đều có công tắc an toàn hết luôn, rất tiện dụng nhá. Các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy lên, không dùng thì mình tắt đi, rất an toàn, tiện dụng luôn. Đó. Và mỗi ổ là đều có đèn báo hết này. Đấy, và có những cái lỗ chống trẻ con sờ tay vào này, các bác nhìn này. Đấy, những cái núm tre. Đấy, các bác cắm thì nó sẽ đẩy xuống, còn không là tự động là nó sẽ đẩy lên. Chống tình trạng ví dụ là trẻ con cái thứ là nó hay chọc vào ấy thì nó hay bị giật ấy, thì ở đây nó có cái lỗ đây. Đấy, chống trẻ con cái thứ là nó chạm tay vào, rất rất an toàn, thiết kế cực kỳ thông minh chắc chắn nhá. Cầm ổ chắc nịch luôn. Đấy, thì bữa trước em đã bán rồi nhưng mà số lượng nó có ít. Đấy, đợt này thì về thêm một ít nữa, chắc khoảng tầm 3-40 ổ đấy, thì bác nào nhanh tay và ưng cái mã này, từ cái mã từ hôm trước chưa đạt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Đó, khi mà bật lên thì nó sẽ có lên từng đèn báo ở từng ổ một thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể tắt đi, rất an toàn luôn, ok luôn. Đấy, và rất là tiện nhá các bác nhá, nó sẽ có công tắc riêng từng ổ luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ an toàn. Đấy, rất ngon này nhá. Made in Japan này, mắc công suất sẽ là được 3.500W các bác nhá, 3.500W. Các bác cắm được rất nhiều thiết bị luôn. Đó, về các bác sử dụng cắm một quả ổ này là các bác cắm rất nhiều thiết bị luôn, chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân thì các bác cắm được hết cho em luôn nhá, cắm được hết luôn, ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5. Báo giá bác luôn là 250.000 ổ và bao ship cho bác tận nhà. Dây của nó dài là 5m nhá. Đấy, báo bác luôn là hàng là thuộc dạng hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng có sẵn đâu. Nên là bác nào mà tranh thủ mà ưng cái mã này thì mua luôn chốt đơn nhá. Để tránh trạng như lần trước là nhiều bác bảo là đợi mãi mà không thấy hàng về rồi là
chốt nhanh quá chưa kịp chốt đấy, thì vì hàng nó là hàng hiếm mà đẹp mà đấy, lâu lâu về được những cái lô mà hàng nó đẹp nó chất nha đấy, các bác tranh thủ mà ưng cái mã này thì chốt luôn 250k bao ship cho bác tận nhà luôn, ổ điện mã U5 nhá, đấy hàng made in Japan. Sản phẩm tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này đấy, thì hôm nay bên shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá, đấy lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được đấy, bộ di chuyển đồ cũng được, giá của nó là báo luôn 70.000 bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó thì mắc chịu tải của nó sẽ được làm 150kg nhá. Đấy khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là bốn cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy bốn cái đế và một cái đòn bẩy nha các nhá. Đấy, hàng này là hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy người Việt ủng hộ hàng Việt. Bộ chuyển đồ giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi, giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá, di chuyển đồ này rồi là ví dụ như là giường tủ này rồi là tủ lạnh các thứ rồi là chậu cảnh những kiếp thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây một bộ nói nhầy các bác nhá, trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy sẽ gồm có là một cái đòn bẩy này bằng sắt cứng luôn nhá, đấy bằng thép cứng luôn, có phần bánh xe này, còn cái phần này phần lách, các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ rồi các bác kênh lên. Đấy cái này là kiểu dạng cái kích ấy. Cái đòn ấy, đấy các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này các bác đút cho em vào, đút vào cái chân đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu các bác đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn. Đấy nó chịu tải được là 150kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này đệm vào để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nhá các bác nhá. Đấy thì đây khi mà di chuyển đi lại nó rất là trơn tru các bác nhìn này. Đấy nó rất là trơn tru luôn các bác nhá, rất là hay. Đấy nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái đòn bẩy nha. Đấy, một bộ chọn bộ nha. Nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn. Đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người cái thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền. Đấy, các bác mua cho cái bộ này về, các bác kê vào. Đấy, kích lên xong rồi các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em rất tiện dụng mà rất là hay. Đó, 70.000 bộ thôi nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá. Mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này dùng hay lắm. Đây các bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này cũng nhá. Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây. Các bác còn phải cất lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nhà, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ, nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dinh ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy thấy không? Thì việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên. Đấy bẩy nó lên, sau đó các bác đút nó vào. Đấy đút nó vào vì nó có bánh xe mà. Đấy các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi. Rất nhàn luôn. Đấy các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này. Ngon lành luôn nhá. Đó thấy không? Rất hay luôn. Cực kỳ là hay. Đó. Kéo đi kéo lại, đun đi đun lại cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn. Cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay. Đó, đúng bài luôn. Rồi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy một bộ như trên hình các bác đang coi nhá. Bốn cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn. Đó là cái móc khóa titan này. Em còn ít nữa em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái móc khóa titan nhá. Xả luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một cái thôi. 10k nhá. 10k một cái móc khóa titan nhá. Nó gọi là cái móc khóa titan, chất liệu của nó là bằng titan. Titan thì có biết về cái chất liệu rồi, siêu cứng siêu nhẹ đấy và siêu bền nhá. Đấy nó còn cứng hơn cả kim loại sắt thép luôn. Đấy dòng titan này thì người ta hay dùng để làm cánh máy bay, là có biết chất liệu nó nhẹ rồi. Nó rất là cứng nhưng mà bù lại nó rất là nhẹ, nó không nặng. Đấy, siêu cứng nhưng mà lại siêu nhẹ nhá. Đấy và đây cái này thì chuyên dùng cho dân du lịch này, dân phượt này. Đấy, dân phượt, dân leo núi, dân cắm trại là hay dùng cái móc này. Đấy. Cái móc này tại sao nó gọi là cái móc đặc biệt thì đây, các bạn nhìn này, bình thường thì nó là một cái móc khóa bình thường nhá, như bao chiếc móc khóa khác nhá. Nhưng mà khi đây, khi mà các bác siết cho em cái con ốc này vào thì nó sẽ khóa cứng vào luôn. Đấy, có thấy không? Khóa cứng luôn nhá, không có di chuyển hay nhào có nhá, nó sẽ cứng
nó đóng cứng đi luôn đấy. Con này mới gọi là chuẩn móc khóa này, chứ còn bình thường các bác mua ngoài chợ thì nó chỉ có như này thôi đấy, thì nó gọi là cái móc thôi ạ, chứ không phải là móc khóa. Đây đây là chính xác là khóa thực sự này đấy, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa nhá. Đấy, chuẩn là móc khóa, chất liệu titan nhá, siêu cứng siêu nhẹ nhá, các bác nhìn rồi nhu cầm nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác mua về móc đồ, móc khóa các thứ, là thậm chí là xích chó thứ lên cho em ok luôn. Chỉ có 10k một cái nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá, lên mã sẽ cái móc khóa titan 10.000 một cái. Tiếp theo thì đây, nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15kg nhá. Đấy, hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15kg này con nhìn này. Đấy, 15kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán ở trên tường kính hoặc tường đá hoa, tường sơn nhiều quá nó không ăn, như con này tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thế em thấy rất ok nên em nhập về bán cho bác luôn này. Mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15kg nhá, 15kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha. Lên mã giúp em sẽ cái móc dán tường. Giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 thôi nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn. Giá siêu sốc luôn nhá. Đấy đi cái này đây, nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán. Bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy. Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này một cách tốt nhất này. Đấy, magic hook này, magic hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó, mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10.000 một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. Về các bác móc đồ, móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây em quay thực tế nha, em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bác nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhé. Em treo để cái túi này, em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này, nó nhiều dã man luôn đấy. Một túi nó đậm nặng chịu đồ luôn này đấy. Mà cái móc này các bác nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bác nhìn cái giấy bóng nó căng đét luôn, là các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào rồi nhá. Đấy, mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn, mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào, mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy, em xài năm ngoái mà không hiện tượng gì luôn. À, các bác biết là cái độ chịu tải nó nhá, đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đó, chịu tải lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá, đang gửi bác là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái ổ điện U6 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6. Cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam thôi nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một cái ổ điện như này. Cả dây cả ổ điện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này các nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhá, hàng của hãng luôn nhá, hàng của hãng luôn đấy. Đây Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhá, chân khâu đồng tròn 100% có đèn báo này, chân dẹt chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng, ổ thì chống cháy, chống va đập, chống vỡ. Đó, made in Việt Nam các bác nhá, người Việt, gừng hòa Việt này, an toàn là trên hết này. Chịu tải công suất max lên đến là 6.000W nhá, 30A các bác nhá. Đấy, điện 250 hoặc 220 đều được nhé. Đấy, thì dây của nó đây, dây của nó cũng khá là to nhé, dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5m nhé, dây 5m. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn. Mua một lần dùng một đời nhé, mua một lần dùng một đời. Các bác biết tức là nhà rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn. Nên người ta mới khẳng định có một câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó thì sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây, phích của nó là phích đúc liền luôn này. Dây là dây dài 5m nhá. Cái này về các bác cắm những dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí, làm nghề ra. Đấy, nhưng có những cái máy móc to, motor to. Đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn. Đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok, rồi các bác sử dụng gia đình. Mình đôi khi nhà có công có việc rồi. Đấy, các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn. Đấy, ổ điện ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy.
đây, vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhé. Đấy, rất ok, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn các bác nhé. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây, có công ty này, đấy rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn. Hàng quần chuyển đi ngãng của Hinoki, cái này nó là chịu nhiệm công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật rất ok. Đó, thì giá của cái ổ này nó chỉ có 120.000 thôi ạ. 120.000 và dây của nó lên đến là 5 mét luôn, cũng khá là dài, thoải mái các bác xài luôn, mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc, anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok. Dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, U6, mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Đây, ổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150-170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho các bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bác. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của cái hãng luôn, cũng của Hinoki nhá, mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này. Con này thì nó là cái ổ 1:3, 1:3. Đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc quay tùy ý này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao 2200W nhá, nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây, nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhá. Ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủn sát rồi, không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ này vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ các nhá. Đấy, từ một và ra ba nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập các nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhỉ. Đấy thì hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện 1:3 đều được các nhá. Ổ điện 1:3 đều được. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Mình em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá. 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá nó rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể cắm những cái phích hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng, thì các bác mua cho em cái ổ này về đấy để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm một chưa. Ủa, cái ổ này cắm chặt lắm các. Đấy, cắm thêm cho em thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay. Đó, lên mã nha, sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập này giá sẽ 20k. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ hay là nó sẽ vướng như đây, khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho em. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay, mà lại được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20k. Nếu cho em là ổ điện gập nhá, còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại fix gập. Fix gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập thì đang bán là 20. Dạ, và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k một cây. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ bằng tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào tự động, các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80k một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây, chắc chắn rồi, lấy cho bác coi một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra cái này ra cho em. Đấy, các bác bấm nút các bác nhá, bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó, thấy không, rất to luôn. Bấm một cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bác ấn vào cho em. Đấy, đây, bấm cái này mở ra này, bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây, lại vật nữa này con này, bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to, đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá, từ bên này sang bên này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2-3 người đi thoải mái luôn, và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em rung cho bác con này, rung này. Đấy, con này không, con này rung thoải mái luôn, rung nhiệt tình luôn nhá các nhá, mà nó không bị bung hay nhào đâu, vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá, gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này, đó, thu vào, rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi, đi du lịch, đi công tác, rồi là đi làm, đi học. Đấy, các bác mang đi, che nắng, che mưa cho em, quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá. Đấy, chống tia UV, tia cực tím rất tốt luôn. Rất nhỏ gọn tiện lợi khi mà thu vào. Nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy,
khá là nhỏ gọn nha, các bác có thể bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok, 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác co rồi, lắc thoải mái không lo nó bị bung nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha, bấm cái mở, bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đầu cắt tôn máy khoan nhá. Lên mã giúp cho em sẽ cái bộ đầu cắt tôn chuyên dùng để cho các bác nào có máy khoan đấy, máy khoan điện, máy khuyên pin đều được nhá. Thì các bác mua về cái bộ này về các bác lắp vào nhá. Đấy thì khi mà lắp đặt vào thì nó theo chiều xoay này. Đấy thì cái con này nó sẽ cắt đứt tôn nhá. Nó cắt tôn rất ngọt luôn, cắt tôn ngọt lắm. Đấy tí nữa sẽ có cái video cho bác coi. Nó cắt tôn rất là ngọt luôn, cắt tôn những cái dạng tôn lá, tôn múi là cắt hết luôn. Đấy, các bác cắt bình thường là các bác hay cắt bằng kéo đúng không? Nhưng mà các bác chuyển qua cái hệ này các bác cắt bằng máy, mà các bác có cái máy khoan thì các bác lắp vào là các bác xài thôi, cắt rất là ngon luôn. Thì đây. Đi kèm bên trong này sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác mà hướng dẫn cách các bác lắp đặt này. Đấy nó sẽ có là hướng dẫn cách các bác lắp đặt đầy đủ hết luôn nhá. Đấy cho cả máy khoan điện, máy khoan pin được luôn nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không lo, rất là dễ dàng lắp đặt. Con này cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đấy, thì trong này nó có đầy đủ phụ kiện này, nó có cả những con cà lê ở nước các thứ này, lục giác này. Thì là những cái thanh các thứ kìa, thanh dây cái thứ đầy đủ hết luôn. Đấy thì một chọn một bộ này là 100.000 thôi nhá, một chọn một bộ này 100.000 thôi. Các bác mua về dùng thử cho em đi. Cái này em đã test thực tế rồi, dùng ok lắm. Đấy, đợt giờ em sẽ có một video cho bác coi thực tế về cái sản phẩm này, cắt rất là ngọt luôn. 100.000 một bộ đấy nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện là về lắp đặt và là xài, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Là 100k. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá các bác nhá. Đấy dùng cho máy khoan. Đấy về các bác cứ có cái những cái máy khoan pin hoặc là máy khoan điện về các bác lắp vào là các bác xài thôi, là 100.000 một bộ nhá. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây rất là ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay cái bộ chuyển đổi này nhá. Đây các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn. Cắt tôn như cắt giấy luôn mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Đó thấy không, cắt rất là ngọt luôn nhá. Đây các bác đang có một cái máy khoan nhá, mà muốn dùng để cắt tôn ấy thì dùng cái bộ chuyển đổi này nhá. Riêng cái bộ này này, các bác lắp vào máy khoan pin hoặc là máy khoan điện đều ok hết. Cắt các loại tôn rất là nhanh các bác ạ. Các bác nhìn đây này, em cắt như là cắt giấy thôi. Tôn thẳng hoặc là tôn gấp thì đều ok nhá. TikTok đang có hỗ trợ phí ship đấy ạ. Bác nào cần thì múc ngay đi nhá. Các bác đang có một cái máy khoan nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái máy khoan điện hoặc máy khoan pin thì mình các bác xài thôi. Nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng xài sử dụng luôn nhá. 100k một cái bộ này, 100.000 một cái bộ đầu cắt tôn cho chuyên dùng cho máy khoan nhá, 100k một bộ. Đấy. Lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Các bác mua hàng cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục, mà hay bị sập, hay bị bong ra. Đấy thì các bác mua cho cái miếng thép này về. Đấy để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy thì một cái miếng thì em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là hai miếng nhá, một cặp là hai miếng thì sẽ có giá là 30.000. Lên mã giúp em sẽ cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp hai miếng nha. Đấy bán là bán một lúc là hai miếng luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy bán là một lúc là bán hai miếng luôn thì là 30.000 một cặp nhá. Đấy, 30.000 một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã giúp em sẽ cái miếng thép sửa bản lề. Một cặp hai miếng nhà là 30.000 nhá, một cặp hai miếng. Đó là 30k. Đấy bán là bán theo cặp một các bác nhá, bán theo cặp một là hai miếng nhá, là 30k. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem video về sản phẩm nhé. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn. Chỉ cần gắn đinh vít bốn góc cố định là đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không gỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy về ví dụ như những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục lên như này. Đấy thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy các bác ốp nó vào. Đấy ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy ốp vào. Đấy sau đó các bác xoáy tiếp những cái
bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi, hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy, cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị, chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là hai miếng nhà là 30k một cặp nhá. Đấy, một cặp hai miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy, có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30.000 nhá. Các mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này. Đấy, báo giá bác luôn. Anh em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này với giá sẽ là 80.000. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Ho Min. Đấy, số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng, các bác dùng, các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này. Đấy, các bác massage. Đấy, các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá. Đấy, massage cho đều rất ok luôn. Đây. Đó. Hộp kia của nó ngon lành nhá. Còn đây là vỏ này. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Ho Min nhá. Giá hiện tại em đang gửi bác là 80.000 một chai này. Đấy, một chai này là 100ml nhá, dùng cực kỳ ok luôn. Chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ. Đấy, các bác chơi thể thao, đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho em. Đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá. Đấy, và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, đợt này về cái lô này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng sách tay nhá, nên là số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Ho Min nhá, 80k một chai. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ lọc nước sinh hoạt 50.000 một bộ nhá. 50.000 bộ, cái này nhà bác nào mà nước hay nhiều cặn này. Đấy, đặc biệt là những cái dạng nước giếng các thứ rồi. Đấy, nước bây giờ nó rất là nhiều cặn thì bác mua trong cái bộ này về nhá. Về các bác dùng để các bác lọc. Đấy. Đặc biệt là những cái nước mà nó vào trong máy nóng lạnh rồi mà nó rất nhiều cặn này, thì khi mà đun sôi lên nó sẽ bám vào những cái thành vách của cái máy lọc, máy nóng lạnh ấy, nó rất là nhanh hỏng cái bộ càng làm nóng ấy, nên là các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, về bác dùng rất hay, và các bác lọc trực tiếp cái nguồn nước sinh hoạt của mình cũng ok. Đấy, lọc những cặn các thứ rồi giờ cho nó sạch sẽ hơn nhá, thì các bác mua về. Cái này thì gen nó sẽ là gen 21 nhá. Đây này, có cả gen khâu đồng rất chắc chắn luôn. Đó, và cái lõi này thì các bác có thể tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, khi mà cặn nó bám nhiều rồi thì mình có thể tháo ra các bác vệ sinh. Cái này thì nó là dạng kiểu dạng lưới inox ấy, không gỉ nhá, nên các bác yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Và khi mà các bác lắp cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái lực nước nhá, không ảnh hưởng gì đến cái lực nước nên dùng rất là ok luôn. Đấy, thì đây một cái cục lọc nước sinh, bộ cục lọc nước sinh hoạt này chỉ có giá là 50.000 thôi. Về các bác mua về sử dụng dùng rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lọc nước nhá, bộ lọc nước sinh hoạt nhá. Đấy, bộ lọc nước sinh hoạt. Giá đang gửi bác một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt nha, với giá sẽ là 50k một bộ nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, lọc rất là hay luôn. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhá. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn. Và bây giờ em sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó xem nhá. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 để về nhé. Đấy, mình lắp vào như anh em này để mình kết nối nhé. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi, như vậy ok nhé. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra thôi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhé, là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy, đảm bảo cho sức khỏe này và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì nhà mình vừa bán này và vừa đấy, thực tế okay thôi nhá. Thực sự là hiệu quả đấy. Chưa đến 100 ngàn đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 50k một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt này, 50k bộ về dùng rất hay. Đó, về các bác lọc những phần cặn bẩn nước, bẩn cái thứ các bác lọc nhá, rất là sạch luôn, 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp 10 điếu ngải cứu này. Đấy, báo giá bác luôn một cái hộp 10 điếu ngải cứu này sẽ có giá là 30k. Đấy, tại sao gọi là điếu? Vì nó dài như kiểu là điếu thuốc thì bên em sẽ gọi là điếu. Và về thì các bác dùng để đốt nhá. Đấy, các bác dùng để đốt để xông phòng, xông nhà này. Chất liệu toàn bộ thành phần chính là từ ngải cứu, nên là về các bác sử dụng rất là lành tính luôn. Đấy, vừa
xông phòng, xông nhà, xông cho chính bản thân các bác nhá. Khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này, cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng người ngậm luôn, rất là ok. Và đi kèm thì đây, đi kèm nó sẽ có một cái núm này nữa các bác nhá, có một cái núm này này, đấy, có một cái núm này về các bác cắm à, đấy, cắm trực tiếp vào đây. Đó, sau đó là cái núm gỗ này, đấy, sau đó các bác dựng lên nhà. Đó, và bắt đầu các bác đốt thôi, các bác không cần phải bóc ra đâu nhá. Cái này là bên trong là nó có sẵn ngải cứu cái thứ rồi, thành phần thảo mộc rồi. Đấy, các bác cắm nha, sau đó các bác đốt và cứ thế là nó tự động nó cháy thôi. Đấy, mình dùng để xông phòng xông nhà. Rồi là ví dụ như cái tình trạng mà muỗi nó nhiều ấy, muỗi nó nhiều mà muỗi nó cực kỳ là nó sợ cái mùi ngải cứu luôn, các bác mua cho em cái này về các bác đốt này. Đấy, đốt là đuổi được muỗi luôn các nhá, đuổi muỗi này. Rồi là xông phòng xông nhà. Đấy, thơm phòng thơm nhà được, khi mà các bác ngửi cái mùi này cũng rất là thơm luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra nhá. Các bác chưa đốt đâu các bác mở ra kiểm tra thôi, các bác đã ngửi thấy cái mùi ngải cứu nó rất là thơm luôn. Mùi ngải cứu rất thơm luôn. Thì một cái hộp như này là 10 cái điếu ngải cứu này các nhá, 10 cái điếu ngải cứu dài, chắc là dài khoảng tầm 20, dài 20 bạn. Đấy, dài 20 các nhá, dài 20. Rất là dài luôn, đốt được rất là lâu đấy. Đấy thì một hộp này là 10 điếu nha. Giá nó chỉ có 30.000 thôi, thành phần chính là từ ngải cứu. Dùng rất là lành tính luôn nhá. Đau người đau ngậm này, rồi là phòng ốc có thứ giờ nó ẩm thấp này, nó không được thông thoáng ấy. Đấy, rồi là nó khó chịu này. Thứ hai là tình trạng muỗi miếc thứ nhiều. Đấy, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe vừa đuổi được muỗi nhá. Đấy, rồi là xông phòng xông nhà rất là thơm luôn. Một cái hộp 10 điếu ngải cứu này với mức giá là 30.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. Hộp 10 điếu ngải cứu dùng để đốt, để xông phòng xông thơm phòng nhá. Với mức giá sẽ là 30k nhá. 30k một cái hộp mà 10 điếu ngải cứu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ngải cứu đuổi muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác đốt xông phòng xông nhà, đấy, đuổi muỗi rồi là thơm phòng thơm nhà, tốt sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 10 điếu ngải cứu với mức giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một hộp 10 điếu nhá. Đấy, bán cả hộp luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Bởi vì giá rất là hạt rẻ rồi. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ phễu inox nhá. Em báo giá luôn một cái phễu inox này với mức giá sẽ là 50k một cái phễu này các bác nhá. 50k một cái phễu này. Về dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái phễu thì bình thường nó sẽ là một cái phễu nha. Đấy, chất liệu là inox 304 nhá, 304. Về các bác dùng để đong. Đấy, các bác để đong những cái từ những cái can nhỏ các bác chiết vào những cái chai nhỏ thì các bác dùng cho em cái phễu này. Đấy, những cái đầu nhỏ các bác cắm vào những cái chai nhỏ để các bác đong. Đấy, đong nước mắm, đong dầu, rồi là có thể đong những cái chai dung dịch các thứ bằng nước, ok luôn. Đấy, và chất liệu bằng inox nên là dùng nó rất là bền. Đấy, và yên tâm là lo yên tâm, các bác yên tâm là an toàn với sức khỏe nhá. Tại vì nó là bằng inox mà nên rất là an toàn. Đấy, và ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là một cái phần miếng lọc này nhá. Đấy, thì về cái miếng lọc thì bên em sẽ gửi kèm về góc bóp này. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đây cho. Đấy, cho đây và các bác ấn nó xuống này. Đấy, để ví dụ như những cái dạng nước mà nó nhiều cặn các thứ rồi là với những cái đồ mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc qua cái lọc này thì các bác và cho vào cái can và cái chai nhỏ ấy, thì các bác lắp cho em cái lọc này vào để các bác lọc những cái cặn. Đấy, những cái cặn to các thứ giờ đi. Đấy, để chiết ra một cái chiết xuất là nó chỉ có nguyên chiết xuất không, nó không bị cặn các thứ rồi. Thì các bác lắp cho con lòng vào, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể rút ra nhá, rút ra. Đấy, thì rất là tiện dụng luôn. Một cái phễu này là 50.000. Đấy, bằng inox thì các bác dùng yên tâm rất là bền rồi. Đấy, không lo nó bị hỏng hóc gì, xét tay là vấn đề đâu nhá. Bằng inox thì rất là bền, các bác dùng chắc là 3 năm mới hỏng luôn, rất là ok luôn. Giá bên em gửi bác là 50k một cái nhá. Các bác link lên mã giúp em sẽ là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đang gửi bác là 50k. Nó có cả cái màng lọc luôn nhá. Đấy, cái màng lọc này các bác có thể cơ động, các bác tháo ra tháo vào được thoải mái nhá, nên rất là cơ động luôn. 50k một cái phễu inox nhá. Đấy, 50k. Khá là to nhá. Đấy, khá là to. Các bác về đong những cái dạng dung dịch các thứ rất ok. Đấy, 50k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác cùng xem này. Đó. Ví dụ các bác có những cái dạng đồ thừa mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc, đấy thì các bác cho qua cái lọc này cũng ok này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là đong được nhiều thứ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ đong nước mắm này, đong xì dầu, đấy đong cả hạt này luôn này. Đấy, đong hạt luôn. Đấy, nó có cả phần móc treo thì dùng xong mình có thể đeo lên không nhá, đeo lên nó rất ok luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái phễu lọc, cái phễu lọc inox nhá, cái phễu inox các bác cứ lên mã nhé, sẽ là phễu inox nhá, cho nó ngắn gọn. Phễu inox 50k một cái.
Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng cũng rất nhiều bác mong chờ và cũng rất nhiều bác hỏi này, đó là cái mã nồi lẩu mini nhé, và em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 120.000 một chiếc nhá. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì không những là các bác có thể dùng ăn lẩu thì mình có thể là sử dụng đa năng luôn, có thể là rán này, xào, nấu này, rồi là ngoài ra có thể là sử dụng làm món hấp được luôn. Thông số công suất thì sản phẩm này sẽ có dung tích là 1,8 lít nhá. Công suất sẽ là 600W và sử dụng giúp em là điện 220. Rất tiện dụng luôn nhá. Đây, hàng của sản phẩm này sẽ mới keng nguyên hộp. Nói chung là cái này thì em quay và giới thiệu nhiều lần rồi thì chắc là nhiều bác xem cũng đã biết về cái mã hàng này rồi. Quan trọng là nhiều bác cũng bữa trước là cũng chưa mua được, hôm nay bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, sản phẩm gì đây? Sẽ gồm có là một nồi chính này. Đấy, có phần tay cầm nhá, rất chắc chắn luôn. Đây là cái phần công tắc bật tắt này. Đấy, các bác bật về giữa thì nó sẽ là tắt nhá. Còn các bác bật bên tay trái em đang bật này thì sẽ là nấc thứ hai. Bật bên tay phải thì là cấp độ số 1. Đấy, nó sẽ có cả cấp độ luôn, cấp độ nóng không nhá, rất tiện dụng luôn. Và các bác bật về giữa đấy thì nó sẽ là tắt đi nhá, rất là hay. Đấy, và đây là phần dây nguồn. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em. Đây, cái giắc nguồn nó bên hông này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác xài thôi. Ngoài ra thì đi kèm của nó sẽ có là một cái khay hấp luôn. Đấy, cả một khay hấp bằng inox luôn này. Và có cả phần nắp vung nhá. Đấy, hình con gấu rất xinh này. Đó, nắp vung. Nắp vung là bằng thủy tinh luôn nhá. Để tiện cho bác nấu nướng các bác sử dụng nhá, rất tiện dụng. Cái này thì phù hợp ví dụ như là ăn lẩu nhanh khoảng tầm 2 đến 3 người là ăn thoải mái, hoặc là ví dụ như là cho các bác đi làm công trình công trường, các bác ở ít người, đấy 1 2 người, hoặc là các bác ở một mình. Đấy, bác nào ở nhà ít người dùng bộ lạnh ok, hoặc là cho các em học sinh sinh viên đấy ở phòng trọ không cần quá nhiều thứ linh kỉnh mà có thể là nấu được nhiều thứ nhiều món thì các bác dùng cho em. Nói chung là con này là đa năng luôn rồi. Nấu nướng này, xào rán này. Rán thì tại sao nó rán được, vì trong nó có một lớp chống dính này, nên là các bác rán thoải mái không lo nó bị dính nhá. Đấy, có một lớp chống dính luôn. Rồi là ăn lẩu này, nấu canh này, rồi là hầm hiếc các thứ thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cả một khay hấp nhá. Đấy, các bác có những cái món như là món bánh bao thứ này, đấy cho vào đây mình hấp này, có cả vùng nắp đậy luôn. Đấy, nếu mà không hấp thì mình có thể bỏ ra. Đấy, đậy cái vùng vào đây luôn, rất vừa luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng trong một chiếc nồi. Lên mã thì em sẽ cái nồi lẩu mini nhá. Giá của nó sẽ là 120k, dung tích của nó là 1,8 lít nhá, sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là đi 600W nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Đấy, bật công tắc lên này. Đấy, các bác nhìn này, có thể rán trứng luôn nhá, rán trứng cực kỳ ngon luôn, không lo cháy dính nhá. Rồi là làm những cái món ví dụ như là hấp này. Hấp cực kỳ ngon luôn, con này hấp ngon lắm mà cái độ sôi, có nhìn cái độ sôi nó này, nó sôi rất kinh khủng luôn, sôi mạnh, sôi khỏe lắm ạ, sôi mạnh, sôi khỏe cực kỳ luôn. Đây, để mà cho các bác xem lại một lần nữa này. Đây, đó, đấy, rán trứng này, đó, rồi là ăn lẩu này, quá ok luôn nhá. Hấp này, đấy, hấp bánh bao nhá, cực kỳ xịn sò, ngon lành luôn. Đó, rất ngon lành nhá. Có nắp đậy hay hấp dây nguồn 220V. Đây là công tắc chỉnh nhiệt, có hai chế độ mạnh yếu, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa, nhìn hao hao giống cái cao uống nước. Nồi này thì có dung tích 2 lít và công suất là 600W. Món đầu tiên Kiên sẽ thử là trứng chiên, tiếp theo đổ nước vào biến nó thành một cái nồi canh. Vậy là ta có món mì tôm trứng chiên và mì tôm trứng các thứ luôn. Nói chung là nấu cực kỳ đa năng. Khai hấp lên. Bây giờ nó hấp bánh bao luôn nhá. Quá tiện luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Rồi. Lên mã thì em sẽ ghi sản phẩm là cái nồi lẩu mini. Về các bác sử dụng đa năng nấu các món luôn nhá. Rán, xào, nấu, ăn lẩu, rồi là hấp được luôn. Giá full combo một cái bộ này, giá sẽ là 120.000 thôi. 120.000, giá rất hạt rẻ mà dùng cực kỳ ok. Cái này em đã nấu test thử rồi, nó sôi nhanh cực kỳ, sôi nhanh lắm. Sôi nhanh cực kỳ các bạn, sôi nhanh dã man luôn. 120k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã báo giá bác luôn, đó là cái máy hút bụi ga giường, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đó thì em báo giá luôn, 280.000 một chiếc máy hút bụi ga giường nha các nhá, 280.000. Sản phẩm này thì đây, em xem cái phần thông tin này. Thông tin của sản phẩm này thì cái nguồn sử dụng của nó sẽ là nguồn điện 5V 2A nhá. Đấy, nó có sạc tích điện ạ. Và cái công suất của nó sẽ là 68W nhá. Khá là trâu bò luôn. Dung tích đựng chứa của nó sẽ là 185ml này. Đấy, cân nặng gần 1 cân, khá là nặng luôn đấy. Khá là đầm tay, chắc tay nhá. Đây, em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem về một cái mã này. Giá sẽ là 280.000 một cái máy này nhá, 280.000 chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, hút nệm, hút ga giường. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp luôn. Mới nguyên hộp nhá, chắc chắn chất lượng lắm, thiết kế cực kỳ là chất lượng. Đây, bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là đi kèm cho các bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc rất tiện dụng.
Đấy, và đây là cái phần nút công tắc này, cái phần buồng để chứa rác nhá, buồng để chứa rác. Và bên dưới này thì sẽ là cái phần hút này. Đấy, có mã code, mã QR đầy đủ luôn. Nói chung hàng chuẩn chính hãng nhá, cực kỳ xịn, mới keo nguyên hộp luôn. Cái này thì về thì các bác cứ ấn trực tiếp vào trong cái phần ga nệm giường này, rồi là ghế sofa, các bác sử dụng các bác hút nhá. Con này hút khỏe lắm, hút khỏe lắm, lực hút của nó rất khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có cả cái chế độ đèn POV để khi mà các bác sử dụng đấy là các bác là khử khuẩn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút bụi nó có cả chức năng khử khuẩn luôn, rất ok. Đây, đấy, rất ok. Và khi mà hút thì cái phần rác nó sẽ chứa tất vào trong này. Đấy, thì các bác có thể mở ra, đấy, mở ra các bác lấy ra, lấy ra sau đó các bác lấy trong cái lọc ra. Đấy, các bác đổ rác đi thế là xong. Đấy, sau khi mà đổ rác xong các bác lắp cho em vào. Nhớ cho em là các bác lắp cái lọc này vào nhá, lắp cái lọc này vào. Đấy, sau đó các bác lại khớp nó vào. Đấy, khớp nó vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất ok, con này sử dụng cực kỳ đơn giản luôn ạ, sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Đó, sử dụng rất đơn giản nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn là hút vào thôi. Đây em sẽ test các bác coi về cái sản phẩm máy này. Đây, ở đây em đang có một ít cái rác nha, em sẽ đi một đường để xem hút không nhá coi nhá. Đây. Đó. Các bác thấy lực hút của nó kinh khủng không? Đấy. Các bác thấy lực hút kinh khủng không? Ấn một phát cái là nó sẽ hút hết vào trong này luôn, hút sạch vào trong này luôn nhá. Thì nó sẽ cuộn chứa hết những cái rác vào trong buồng này. Thì khi các bác lấy thì các bác mở, các bác lấy ra. Đấy, các bác thao tác các mở này, lấy ra này. Đấy, sau đó các bác rút cái này ra. Đấy, và các bác lại đổ rác ra. Đấy, có thế thôi là các bác xài nhá. Đấy, đổ rác ra và các bác lắp cho em cái lọc này vào. Đấy, lắp cái lọc này vào, sau đó là các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào đây. Thế là xong. Con này sẽ có là hai cấp độ nữa. Cấp độ 1 này. Đấy, cấp độ bình thường này. Cấp độ mạnh này, hai này. Đấy, thì sẽ hai cấp độ nhá. Đấy, máy thì bấm nút đây. Ngoài ra thì đây là cái phần chân sạc nhá, một phần chân sạc này coi nhá. Đấy, chân sạc đây. Cái chân sạc của nó sẽ là cái chân sạc Type-C và đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Cái này thì về các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác sạc cho con máy là ok rồi. Đây, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được cho cái máy này rồi, có thế thôi. Đấy, và khi nào hết pin thì các bác mang, và các bác sạc đầy pin thì các bác mang ra các bác hút, có thế thôi nhá. Rất tiện dụng và dễ sử dụng luôn. Cái này thì cái nguồn của nó sẽ cái nguồn 5V. Đấy, còn nếu mà nhà các bác nào mà chưa có cục sạc thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán cái cục sạc 5V 2A này thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, cục này của Samsung này thì nó cũng có cái chân USB. Đấy, thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái máy này rồi. Đấy, các bác có thể cắm như này để các bác cắm sạc. Còn nếu mà nhà các bác có cái cục sạc này rồi thì mình có thể tận dụng cái cục sạc điện thoại, hay là các bác có thể cắm. Còn nếu mà chưa có thì mình có thể mua thêm. Thì cái cục sạc của Samsung 2A nha. Đấy, nó cấp nguồn được cho cái sạc cho cái máy này thì hiện tại em đang bán một cái cục sạc của Samsung 2A này là 30.000 một cục nhá. Có nhá, 30k. Lên mã thì em sẽ cái cục sạc Samsung 2A nhá. Giá hiện tại em đang bán một cục sạc này là 30k một cục nhá. 30k. Đấy, còn máy thì anh em đang gửi bác giá rất là hữu nghị và rất là hay. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường nhá và bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng của nó là mới nguyên hộp như này các bác nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp như này luôn. Hàng của hãng luôn các bác nhá. Đấy, hàng của hãng rất xịn sò, ok luôn. Giá thì chỉ có 280 thôi. Giá rất bình dân mà các bác mua về mình hút bụi ga giường. Đấy, ga giường là một trong những chỗ mà bụi bặm một thứ rất là ấy nhá. Đấy, thì các bác mua về hút, đặc biệt là nhà hay có trẻ con cái thứ đó, mua về hút. Đấy, hút cho nó sạch sẽ đi. Đấy, đỡ bụi bặm cái thứ này, rồi là những cái phần bụi vải các thứ rồi rất là nhiều. Đấy, và ngoài ra con này nó có cả cái chế độ đèn tiêu V, đấy, tia cực tím để nó khử khuẩn nhá, vừa hút bụi vừa khử khuẩn luôn. Máy thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đấy, màu rất đẹp luôn nhá, chắc chắn rất đẹp, cầm nặng trịch luôn đó. 280k nhá. Đấy, đây là phần công tắc chân sạc, cắm vào là xài thôi. 280k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này nó hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, đây không, hút rất sạch sẽ luôn này. Đấy, hút nệm, hút giường, hút ga gối đệm này. Đấy, ghế sofa các thứ rất tiện dụng luôn, mà cái lực hút nó rất khỏe nhá. Đấy, lực hút khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn thấy hút ra đúng cận đúng bông luôn nhá, kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hút rất sạch sẽ và cái lực hút rất khỏe nhá. Đó, có cả phần tiêu UV đèn cực tím. Đấy, diệt khuẩn luôn, ok luôn nhá. Đó, thấy không, dã man luôn. Đấy, phần lọc này các bác có thể rửa vệ sinh thoải mái luôn. 280k một sản phẩm máy hút bụi ga giường nhá. 280k, lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi ga giường nhá. 280k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái xưởng hấp nhá, và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái xưởng hấp này với giá sẽ là 80k. Đấy, thì
sản phẩm nó sẽ có size là 28 cm, size tức là cái đường kính nhá, cái đường kính của nó sẽ là 28 cm. Cái này thì về chuyên dùng được các bác dùng để hấp đấy, chuyên dùng được các bác làm những cái món hấp, ví dụ như là những cái món tôm hấp này rồi là các thứ cả, nấu những cái món dùng để hấp đấy, rất tiện dụng luôn. Hàng này của nó thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là nó có giá nó rẻ như thế ạ. Đấy, chứ bình thường các bác mua những cái khay này khoảng tầm 150 bộ luôn đấy, chứ không bao giờ có giá 80.000 đâu. Giá này là như là giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái song này, một cái song. Đấy, một cái song dưới song chính để về các bác đổ nước vào đây này. Đấy, sau khi đổ nước rồi thì các bác để cho nó khay hấp này lên. Đấy, để khay hấp nó lên nhá. Đấy thì các bác có những cái đồ hấp các thứ rồi. Tôm hấp này, cua hấp, ghẹ hấp này, mực hấp này. Đấy các bác để lên đây. Sau đó là các bác lắp xem cái vung vào. Đấy, vung thì bên em sẽ gửi kèm cả những con ốc vít các thứ về các bác lắp vào. Đấy, vung của nó sẽ là vung kính cường lực luôn nhá, trong suốt để tiện việc là theo dõi đồ ăn. Đấy các bác lắp vung vào. Sau đó các bác để đến bếp các bác đun thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn nếu mà các bác không muốn hấp thì các bác bỏ ra thì đây nó sẽ thành một cái nồi để các bác nấu vào đây được luôn. Đấy, nấu rồi là sử dụng nấu nướng các thứ thôi. Ok luôn. Cái này thì có thể đun được bếp từ nhá. Đấy có thể đun được bếp từ. Nên là có yên tâm nhá. Đấy bếp từ, bếp ga, tất cả các loại bếp nhá, nên các bác đun hết luôn. Đấy mặt này là mặt từ ở má này. Và em hàng em nói luôn là hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nên đôi khi nó sẽ có một chút hơi móp móp cấn một chút nha. Đấy thì các bác thông cảm giúp em nhá. Vì hàng này giá thứ nhất là giá nó tốt mà thứ hai là hàng thanh lý quá nên là những cái tình trạng mà hơi xước móp một chút thì các bác thông cảm giúp em nhá. Đấy thì em cũng nói luôn trong cái vấn đề về hàng hóa nọ kia. Đấy còn nói chung là về cái mức giá thì cho em cái giá này thì nó quá là hợp lý thôi ạ. Cho một cái bộ xưởng hấp nha. Đấy thì sẽ bao gồm là một cái xưởng hấp này luôn và cả một cái nồi. Đấy thì các bác có thể nấu đa năng vào đây được này. Còn nếu mà không thì các bác bỏ xưởng lên để các bác hấp đồ vào đây ok luôn. Đấy nó rất là ok nhá, chắc chắn. Mà lại thiết kế cả mặt kính nó rất ok. Đường kính là 28 cm, các bác khá là to nên các bác có thể hấp được khá là nhiều đồ luôn đấy nhá. Hấp được khá là nhiều đồ luôn. Đấy, với mức giá 80.000 nha thì không có gì phải chê về mức giá rồi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái xưởng hấp nhá. Đấy cái xưởng hấp. Đấy, có mặt kính thứ đầy đủ luôn. Đây, rất chắc chắn phần quay B ok luôn. 80k nhá, 80k một cái xưởng hấp nha, 80k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em nồi chiên không dầu của Camel này. Đấy, em không nồi chiên không dầu của Camel. Em này thì sẽ có dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W và lên mã thì em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Đấy, với mức giá sẽ là 520.000 một cái nồi chiên không dầu Camel nha. 520.000. Cái con này về các bác nấu nướng rất là được nhiều món luôn. Cái này thì nhà em cũng đang dùng thực tế một cái con này rồi. Dùng rất thích luôn mà nhà em dùng chắc khoảng tầm là đi 2 năm nay rồi, rất là bền nhá. Siêu bền luôn ạ. Bền dã man đây. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp nha. Giá sẽ là 520.000 một cái nhá. Đây sẽ có là những cái sách, sách này là sách công thức đồ ăn này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng là đầy đủ luôn vì nó là hàng mới nguyên hộp mà. Đấy. Đây là siêu phẩm chính của chúng ta nhá. Sản phẩm nồi nhá, sản phẩm nồi. Đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đây để em mama đây quay cho bác xem. Đó, thiết kế rất đẹp và chắc chắn nhá, thiết kế cực kỳ đẹp chắc chắn luôn. Đấy. Sản phẩm thì mới nguyên hộp nha. Đấy, sử dụng nguồn là nguồn 220 nhá. Công suất của nó sẽ là đi công suất của sản phẩm này sẽ là 1500W nhá và sử dụng điện là điện 220. Cái này thì các bác trên này sẽ có hai núm nhá, là một núm là núm đồng hồ nhá. Đấy thời gian các bạn, thời gian thì các bác tùy chỉnh món ăn của bác nhá. Trong vòng thời gian là bao nhiêu. Và cái núm này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy cái nhiệt độ của nó là tối thiểu là 0 độ C. Đấy và tối đa của nó lên đến là 200 độ C nhá. Đấy để các bác nấu những món ví dụ như là đùi gà này, đấy rồi là thịt này, cá nướng này, tôm này, đấy, rồi là các thứ các kiểu luôn, rất nhiều món nhá, hàng của Camel này, đấy, hàng hãng của Camel luôn, rất xịn sò. Đấy thì cái này rất dễ dùng. Thì bắt đầu các bác rút cái này ra, đấy, rút cái này ra cho em nhá. Rút cái này ra này, đấy, rút cái này ra. Sau đó là các bác sử dụng này, các bác lấy trong cái tấm này ra. Thì đi kèm nó sẽ có một cái tấm như này nữa. Đấy một cái tấm để nó chống dính nhá, cũng như là cái nhiệt khi mà xuống nó sẽ đều hơn. Đấy thì các bác lấy này ra các bác để xuống. Sau đó là các bác cho thức ăn vào đây. Đấy cho thức ăn đây. Đấy và khi mà nướng thì cái phần mỡ nó sẽ ráo xuống, nó sẽ tách cái phần mỡ ở dưới này. Đấy các bác nấu nó đỡ dầu đỡ mỡ nhá. Đấy, thậm chí là ví dụ như những cái món đậu rán đậu chiên rồi các bác cho đây cũng rất là ngon luôn. Các bác đỡ phải cho bếp các bác rán giếc nó vừa dầu mỡ mà các thứ nó không ngon. Thế con này khi mà cho đây cái nhiệt nó chín rất là đều nhá. Đấy, thì trong này nó có một cái phần mai so này. Các bác nhìn cái phần mai so chưa? Đấy mai so và cái phần cánh quạt nó quay này. Đấy thì cái phần nhiệt nó tỏa xuống nó rất là đều luôn. Đấy cái phần nhiệt tỏa rất là đều nên khi các bác nấu những cái món ăn
nướng này rồi là chiên rán, thứ nhất là đỡ mỡ này và thứ hai là nó rất là ngon, nó giữ được hương vị rất là ngon luôn nhá. Đấy, phần tay cầm khá chắc chắn luôn, thiết kế cũng chắc chắn nhá. Dung tích 12 lít thì các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, nhà đông người cũng có thể sử dụng thoải mái nhá luôn nhá. Đấy, và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bác chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho em. Khi mà view như các bác chỉnh về 15 thời gian 15 phút này và chỉnh về 200 độ C thì khi mà hết 15 phút là tự động là nó sẽ ngắt này. Đấy. Đấy, thấy không, nghe tiếng không? Tinh cái là tự động là khi mà hết thời gian thì nó sẽ tự động kêu tinh cái, là biết là bắt đầu là món ăn của bác đã được rồi, đã chín rồi nhá, thì kêu tinh cái nó sẽ báo hiện giờ bác luôn. Thiết kế rất chắc chắn nhá. Đấy, dây nguồn đây. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xài. Công suất là 1500W nhá, rất khỏe trâu bò luôn. Sử dụng nấu các món. Ngoài ra view như là cái con này nó cũng như là một chiếc lò vi sóng luôn, view như những cái món ăn nhà các bác mà nó bị nguội hoặc là các bác muốn hâm nóng lại, các bác cứ cho trực tiếp đây cho em luôn. Đấy, view như nhà em là người ăn cơm trước người ăn cơm sau, view như là cơm nguội hết rồi. Đấy, cơm canh nguội rồi, các bác cho trực tiếp đây luôn, như một chiếc vào lò vi sóng luôn, cho đây. Đấy. Bật thời gian lên, ví dụ các bác hâm nóng tầm 5 phút cho em thôi. Đấy, bật cho em lên 200 độ C cái. Cứ vứt để đấy thôi nhá. Đấy, trong vòng 5 phút cái là lại có đồ nóng ăn luôn. Đấy, coi như là một chiếc lò vi sóng luôn. Đấy, rồi là một chiếc nồi để các bác chiên không dầu nhá, tách dầu ra. Đấy, đỡ bị dầu mỡ bám vào thực phẩm nhá, ăn đỡ tình trạng là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi các thứ này. Nhiều dầu mỡ ăn thứ nhất là ngấy và thứ hai là ảnh hưởng sức khỏe này. Đấy, nói chung là rất là hay luôn. Một con mã hàng nha. Với mức giá là 520.000 nhá các bác nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đi nồi chiên không dầu của Camel nhá, dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W nhá. Giá của sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 520k các bác nhá, 520k cho một cái nồi chiên không dầu này. Về bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, nấu rất nhiều món nhá. Đấy, gà nướng này, cá nướng này, rồi là hâm nóng lại đồ ăn rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã giúp em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây, bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp. Ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đấy người ta chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá. Và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này, thì đây. Bây giờ các bác mua cho cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này, thì nó sẽ tốn được một, sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô ve chập cháy nhá. Hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 90 độ nha. Đó. Giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nhà các bác nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ rồi. Đấy thì về các bác đấu xem cái này vào này. Đấy, đấu nó vào. Sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư không lo nó. Đấy các bác nhá, đây. Của bạn đi. Đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó, các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không lo bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 90 độ nha. Đó, rất là hay.
15k một chiếc fix cam gập nhá, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái móc áo cô đơn. Đấy thì hiện tại bên em đang bán, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo 10 chiếc một thôi nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30k cho mỗi combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Đấy thì nó sẽ là một chiếc móc áo nhưng mà là dạng chiếc móc áo đơn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Các bác về móc vào đồ thứ ra nhà mình. Đấy, chất liệu thì inox 100%. Ở cái phần này thì sẽ có bọc nhựa này. Nên là các bác kẹp nhá, không lo nó bị nhăn quần áo gì đâu, vì cái phần này sẽ bọc đầu nhựa silicone nên rất yên tâm. Đấy, phần kẹp thì cực kỳ chắc, kẹp chắc lắm. Đấy, con này kẹp cái phần lò xo nó rất là căng, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, và đây cái phần móc, và con này các bác có thể móc chồng lên nhau luôn nhé. Đây các bác có thể móc này, các bác móc chồng nhau này. Đấy, đây các bác có thể quay xuống này đó, móc chồng với nhau được nhá, rất tiện dụng luôn. Đây móc chồng nhau như này, cái nọ móc như kia rất là hay nhá. Đấy, thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. Đấy, thì lên mã cho em sẽ là cái móc áo cô đơn, 10 chiếc móc áo cô đơn này sẽ có giá là 30k nhá, 30k cho một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc áo cô đơn, bán theo combo là 10 chiếc một nhá, với giá sẽ là 30.000 cho một cái combo 10 chiếc này, rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác móc lên tủ lên trước các thứ rất là gọn gàng, ok luôn. Đây tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này, chỉ cần gấp đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo chỏ với một thao tác rất đơn giản thôi, quần áo sẽ không còn chất đống nữa, cái gì cũng có thể treo, những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, thực tế nhá, sản phẩm nhá, nó kẹp được rất là nhiều những cái dạng quần áo khác nhau nhá. Từ quần jean, quần dài, quần áo ngắn các thứ này, quần áo, tất cả các loại phụ kiện này, mũ này, rồi là các bác có thể móc. Móc thêm những cái đồ đồ đạc các thứ nhà mình được luôn. Đấy, nói chung là một chiếc móc đa năng, móc được rất nhiều thứ, nhiều đồ nhá. Đấy, có thể là sử dụng rất tiện dụng luôn nhá. Ở đây các bác nhìn này. Đấy, móc vào, khi móc vào nhìn lên rất là gọn gàng nhá. Đấy, bình thường là các bác xếp ở tủ ấy nó rất là hay lôi thôi, rồi là đến lúc mà mình tìm đồ, lấy đồ nó rất là khó khăn. Như đây, khi mà các bác móc lên thì nhìn nó rất là đấy, nhìn nó rất là ngăn nắp nhá, và các bác dễ lấy đồ lựa đồ. Đó, thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc móc áo cô đơn nha, với giá sẽ là 30.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đấy. 10 chiếc nha, 10 chiếc là khá là nhiều. Về các bác móc là thoải mái luôn. Nói chung là tùy theo cái lượng đồ nhà mình các bác mua. Nói chung 10 chiếc về là các bác móc xem thoải mái luôn. Đấy, 10 chiếc này về các bác móc này thì sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. 10 chiếc móc áo cô đơn với giá sẽ là 30k các nhá. Một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp màu 150 chi tiết này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang sẽ có giá là 70.000 nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chỉ có 70.000 thôi mà 150 chi tiết luôn. Về để cho các em bé là mình, các cháu là mình học tập này, tô vẽ này. Một trong một cái hộp này sẽ có là 150 chi tiết các dụng cụ các loại nhá. Đấy, từ bút, thước kẻ này, kéo này, ki ghim kẹp này, đầy đủ luôn. Đây em sẽ quay chi tiết thực tế bác coi. Bộ này thì về cho các cháu nhà mình thì quá thích luôn rồi. Đấy, các bác mua về làm quà này, mua về cho cháu nhà mình sử dụng học tập này, sáng tạo này. Đấy, tránh xa điện thoại tivi, tập trung vào việc học hành nhá. Thì bên này thì đây nó sẽ có là màu nước các thứ này. Đấy, rồi bên này thì sẽ có là màu sáp, sáp này, màu sáp nhá, màu sáp này, màu sáp, rồi là bút chì màu này. Trên này sẽ có kiểu dạng màu vẽ tranh. Đấy, rồi là bút biếc, có cả ghim kẹp này, gọt bút chì này, kéo cắt giấy này, bông này, rồi bên này thì sẽ có là keo tẩy này, đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ hộp màu 150, một cái bộ hộp màu 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết rất là nhiều luôn. Đấy, cái này chắc là cháu nhà mình dùng chắc khoảng tầm vài ba năm chắc mới hết bộ này luôn, vì nó quá là nhiều chi tiết nhá, 150 chi tiết cơ mà đựng trong một chiếc hộp rất là xinh luôn. Đấy, khi mà ví dụ các cháu này mình có muốn mang đi rất tiện. Đấy, chỉ việc cài cho em cái cúc này vào này. Đấy, cài cái cúc này mà bấm nó chặt vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là cái quai. Đấy, các cháu này mình xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, xách mang đi mang lại rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá của nó thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về làm quà đó cháu này, mua về làm quà. Đấy, rồi là cho cháu này mình học tập. Đấy, tránh xa điện thoại tivi thứ nhá. Đấy, tập tô tập vẽ này, đấy, thỏa sức sáng tạo đam mê luôn.
70k các nhá, 70k hộp một cái hộp màu 159 tiết nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ khay, bộ 5 khay nhựa này, em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang sẽ có giá là 80.000. Hàng này của nó sẽ là hàng thành lý siêu thị nhá, rất xịn luôn các bạn, rất xịn luôn đây. Một cái bộ 5 khay các nhá, một cái bộ nó bằng nhựa nhá, chất liệu bằng nhựa, nhựa ABS cao cấp nhá, chống va đập chống vỡ. Về các bác ví dụ như là mình có đồ ăn các bác bảo quản để trong tủ lạnh. Đấy. Tủ lạnh thì thường ví dụ các bác hay bảo quản đây là các bác hay cứ hay để bát đĩa vào, thứ nhất là nó vướng và thứ hai là nó tốn diện tích nhá, và thứ ba là nó không hợp vệ sinh ạ. Đấy thì các bác mua cho em cái bộ này về, vừa hợp vệ sinh này, an toàn sức khỏe này, mà lại còn đẹp ngăn nắp nhá, và các bác để được nhiều các nhá, để được nhiều. Thì một cái bộ như này nó sẽ gồm có là 5 cái khay nhựa nhá, 5 cái khay nhựa, và mỗi khay thì nó sẽ đi kèm là một cái nắp khác nhau. Đây em sẽ lấy ra cho các bác, đây một cái này, hai cái này, đấy, hai cái nhá, đó ba cái, từ to nhỏ luôn các nhá, từ to nhỏ luôn, nói chung là từ to nhỏ các bác về thoải mái dùng luôn, mà chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá rẻ bình dân luôn. Đấy, cái nắp này đậy rất là kín luôn, nó có cả cái phần gioăng này, có cả cái phần gioăng các bác đậy cực kỳ kín luôn, đó rất tiện dụng nhá, và về các bác là có thể là xếp chồng với nhau luôn, đấy, có thể xếp chồng với nhau luôn nhá, đây 50 khay, quá đẹp quá xịn luôn. Đó, về các bác xếp chồng với nhau là các bác sử dụng thôi. Đây nhá, đấy khi mà các bác sử dụng này, đấy tháo ra thì nó sẽ là 50 khay này. Đấy khi mà lồng vào thì nó rất là nhỏ, đấy nó chỉ một khay này thôi. Nhưng mà khi mà tháo ra nhìn này, đấy 50 khay rất to luôn nhá. 5 khay rất to luôn. Đấy và các bác có thể về dùng mình xếp chồng nhau, đấy bảo quản đồ ăn này, để trong tủ lạnh này, hoặc các bác có thể là mang đồ ăn mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, đồ khô, đồ tươi này, đồ sống, đồ chín thoải mái luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Một cái bộ 5 khay này luôn. Đấy, một bộ là 5 khay. Lên mã cho em xem cái bộ 5 khay nhựa nhá. Bộ 5 khay nhựa với mức giá sẽ là 80.000 bộ thôi, chỉ có 80.000 thôi. Bằng chất liệu toàn bộ bằng nhựa nhá. Phần nắp là bằng có phần viền silicone các bác, đậy rất là kín luôn này. Đấy, đậy cực kỳ kín luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Đó, rất ok. Về các bác sử dụng nhá, thoải mái sử dụng luôn. Là một bộ này là 5 khay, 5 khay nhựa nhá, giá 80k. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này, đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này có ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không? Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đét rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Đấy, bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn sò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhớ các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhớ các thứ massage ok luôn. Giá đi em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá, lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần này nhá. 40k một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi. Nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi. Đấy, nó thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa, và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn đó. Đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhà thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các bác nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các bác móc chìa khóa này, móc đồ móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhé, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ, đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là
hoặc là các thứ rồi các bác, để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ nó nóng các thứ rồi là nó rất hay bị chập cháy bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mạng em sẽ là cái ổ hẹn giờ đấy, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy, đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này, đó đây không, nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. Cái đèn chợ sáng này, tắt đi cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k, và em báo luôn là
Kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50 ngàn cho một chiếc kính lúp nhá. Có đèn trợ sáng nhá. Và hai kính này luôn, hai kính, một kính to, kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá.